Các bạn, chúng ta đến với trận đấu thứ tư. Hy vọng Quân sẽ ổn hơn dành Game TV. Ngày hôm nay thì thi đấu tại quán của Thái Bình, quán Pau. Mà dường như là Quân Bài đang rất ủng hộ Liên Quân Pau thì phải. Đúng là đánh trên sân nhà là có cái sự gì đó nó rất khác bọt. Như vậy là Mạnh Hào cầm Roman, Chip Gọn cầm Rome. Mảnh máy Yamato đến từ game thủ No.1. Và cuối cùng là mảnh máy của game thủ cầm Minoan. Như vậy là tứ chém. Nhưng tứ chém này cũng ổn. Trường tiếp tục sẽ được đưa vào thế cầm chủ lực. Một thế mà Trường cần bảo kê tốt cho đồng đội để có thể đánh một thế cân bản đồ. Bên phía bên kia là Roman, Kata, AC và. Và như vậy Roman, Kata và hai AC. Như vậy trận này nếu như mà Trường có thể khỏe được thì cửa thắng sẽ là rất sáng. Vâng, nếu như mà thủ nhà thành công thì sẽ là rất sáng. Chúng ta xem Trường thủ nhà như thế nào. Mà hy vọng bài vào của Trường cũng sẽ ổn. Và thưa các bạn, đừng chôn anh ấy nữa. Các bạn mà bảo là khi nào Arsenal vô địch mà Man mới lấy vợ thì thôi, chắc là anh ấy ế cả đời. À không, chắc đến khi con từng cưới vợ thì vâng, Arsenal cũng sẽ vô địch mà thôi. Vâng, không phải đánh giá thấp team Arsenal. Và thực ra là cái team này nó, và cái đội này nó có một cái gì đó nó đen đen. Vâng, thiếu đi con trai của thần gió Thierry Henry. Thiếu đi cái chân trái ma thuật của Robin Van Persie thì Arsenal dường như không còn là chính mình. Vâng, đây là bài của Trường. Dò rộng ra em nhá, dò rộng ra để lấy thế. Một bài Minoan đang tạm ổn với hai cánh rừng. Thế đánh cùng là có. Vâng, hai rừng này là đánh được cùng rồi. Đồ ăn cũng đang tạm ổn với hai đàn hiêu và hai con voi. Đây là checkbet đầu tiên dành cho Trường. Tiếng game nhỏ thế, ok em sẽ to cho to lên một chút. Màn hình máy của các tài trẻ Chip Boy. Trẻ này xem Chip Boy chém đi. Trận này đánh được 4 thì ngon luôn. BKV đánh được 4 rất đẹp với cung à lửa của Minoan và hai đạp đôi Roman. Vâng, tôi chưa kể đến một quân cũng rất đột biến, đó là game thủ. Vâng, đó là quân của Yamato. Vâng, hot của Yamato. Tôi đang câu voi về đến chiếc FPS của mình. Vâng, tí nữa thì hoàng. Cắt dân ra ăn cái gì đây? Như vậy là cắt dân đi đập lô. Bài nó một tiếp tục một bài hơi sâu. Vâng, mời anh Bờm về bình luận đi. Vâng, xin thông báo các bạn luôn là bình viên Gà Bờm cũng chuẩn bị lên xe hoa. Vâng, trung bình thì cứ một tháng vâng Gà Vi sẽ có ít nhất là 1 đến 2 người cưới. Và tháng 9 này vâng Gà Vi sẽ có hai bình luận viên nổi tiếng. Vâng, sẽ lên xe hoa. Đó là bình viên Gà Bờm và bình viên Gà Man. Bình viên Gà Bờm thì cưới trước bình viên Gà Man 2 ngày, đó là ngày 23 tháng 9. Còn bình luận viên Gà Man sẽ cưới vào ngày 25 tháng 9. Gà Bờm bây giờ thì đang là trưởng dự án bên Pet TV. Một bình luận viên cực kỳ nổi tiếng bên Pet. Bạn nào biết về Pet thì chắc phải biết về Gà Bờm. Còn không thì coi như các bạn không biết tí gì về Pet luôn. Màn hình máy của Chip Boy. Vâng, bắt đầu đi dâng lờ. Trận đấu này dường như bài Chip Boy là bài ổn nhất trong 4 game thủ của chúng ta. Roman đến từ Chugi chỉ đánh với 24 dân. Dường như là bài đi dâng lờ. Chip Boy đang cơ cấu nhà cửa. Mà thôi bỏ con hiêu kia đi cũng được. Không cần thiết phải ăn. Vâng, thấy bảo 7 đầu cánh của game thủ. Vâng, Mạnh Hào. Vâng, rất may mắn tờ này không chết dần mặc dù gặp 2-4. Chúng ta đến với Hào thôi. Kèo ngày hôm nay khi mình làm ra thì chúng ta được đánh giá đây là một kèo khó hơn dành VTV. Khi mà phong độ thời gian gần đây của Mạnh Hào, Chip Boy. Vâng, nói chung là cả 4 game thủ VTV trong kèo đấu ngày hôm nay thì cũng không được đánh giá quá cao. Nhưng mà nói chung là phải đánh kèo khó thì mới lên được tay. Chứ bao giờ cũng đánh với mấy cái kèo cỏ, đánh với mấy cái ông gì mấy con yếu thì không bao giờ lên được tay. Mà có thắng thì nó cũng chỉ như thế mà thôi. Vâng, Yugi trận này lên đời rất sớm. Vâng, đã đào vàng rồi. Yugi dường như kích 10 sớm trận này.
căng thế nhỉ. Thôi xem chip bò đi. Chip bò dừng lờ sẽ khỏe. Một bài kích cuối 10 đầu 11. Vâng, theo thông tin nhận về đến từ gia đình sẻ thì có lẽ năm sau sẽ cưới. Vâng, đẹp trai, nhiều tiền. Đã thấy là còn cao, 1m8. Mắc bình. Vâng, ai mà lấy được sẻ thì mắc bình thế giới luôn. Vâng, như vậy là bị công tề bởi Trí Mệnh. Một bài dâng Nga đến từ Trí Mệnh khi được cầm AC. Và dâng Nga thẳng vào nhà của Hello Chip Boy. Hello Chip Boy đang nâng đào vàng. Mệnh dâng Nga. Như vậy là chỉ có một game thủ đánh chắc nhà thôi, đó chính là game thủ mẫu 7, người cũng cầm AC Real. Đập 1S ra để ăn hoang một con vòi. Ăn được 5 con đồng dân đến từ vô thường. Một con tề của Mệnh rất khỏe. Bỏ vàng thôi em ơi. Chắc bạn muốn dò con cung tề của Mệnh. Con tề của Mệnh đi rất dị và khó chịu. Chắc bạn muốn vào trong để có thể chặn. Tạm thời vẫn đang là bài 1L thôi. Đây mà anh bảo Trường thôi xong, Trường bị vào luôn rồi. Trường ơi sao em đừng cơ cấu này, em phải cơ cấu nó khung nhà vào. Sao em phải cơ cấu khung nhà vào. Đấy chứ đừng để cơ cấu như thế này. Vàng để ăn sau. Và như vậy là Trường đang bị ôm bò. Bây giờ thì bò liệu rằng có kịp không. Vâng, như vậy nó vẫn hở từ này. Không kịp. Thằng này tủ còn 19. Thôi tích lực đi em ơi. Tích lực thì khả năng không đỡ được rồi. AC dâng Nga để có thể ôm bom nhà game thủ cầm min. Căng quá. Chip Boy đang quá đang chơi nhà mùa 5. Vâng, mùa 5 một bài ở dâng L như dường như là có hốc. Con tề của Mệnh vẫn đang rất khỏe. Đây rồi, đây là em màu 8. Đây là nhà của màu 8. Màu 8, vâng, xây A, vâng, rất nhiều QR đến từ màu 8. Màu 8 một bài dâng A của AC. Và bây giờ bắt đầu bị chăn, nhưng tạm thời chứ họ chưa chăn được cái gì cả. Thế trận khoai. No 1. No 1 tham 36. Vẫn đang thi đấu với màu 6 của vô thường. Bên mình. Bên mình ăn con voi đấy. Chị Boy. Chị Boy ăn con voi đấy. Nột ạ. Nột đang chuyển sang một bài đánh chém và thủ phù. Căng rồi. Trận này Trương CA hơi lỗi. Trận này chuẩn ra thì Trương với CA thì kiểu răng. Răng không kín nhà của mình. Và A xây được kiểu răng này thì nó sẽ nở ở bên trong. Lúc đó là cái lúc mà Trương mới có thể thủ được nha. Trương đang vẫn có một khoảnh ruộng. Vàng vẫn đang đà. Vẫn đang có thể sóc được cung A. Nhưng em đang rất yếu. Và nó một quýt rồi. Thế trận rất khó. Vâng, tỷ số được nâng lên thành 3-1 trong series đấu thứ 2 và 2-0 với C. Chúng ta đến với series thứ 3.